Ok, hello anh em. Chào mừng các bạn trở lại với Tottenham Logistics Bin Official nha. Tôi John đây. Và hôm nay tôi đã đặt chân tới Survival Alien 6 rồi đấy. Và con người tiếp theo chúng ta sẽ tới đó chính là Train of the Hair. Với sự tham gia của dòng Lamborghini Esenza SCV12. Đây có thể là một món hời cho chúng ta để move đấy. Cho chúng ta move đấy. Và tất nhiên nếu chúng ta có lấy được key không, đây sẽ là một quá trình rất đau khổ đây. Tôi nghĩ chắc tôi không lấy được key đâu, bởi vì chúng ta bởi vì tôi đã bỏ ra một đống SP chỉ để một đống cái syndicate coin để ba sao con đầu tiên rồi, nhưng không có chuyện là tôi lấy được con đấy đâu. Nhưng mà nếu mà nói về Fairy Enzo đấy thì tôi còn Fairy gì đấy tôi quên tên rồi, thì tôi sẽ không thì họ đã cho tôi sẵn nên tôi sẽ không phải cho nó, nên tôi sẽ không cần phải bỏ bón cho nó thêm một cái coin này nữa. Và thế là tôi có thể đi mà không cần bỏ tiền, trừ tôi phải đi nâng cấp xe cho con chủ xe này, cho cái xe tôi đang lái này. Nói chung là tôi rất tôi drive xin liên kết, bởi vì nó đã khó lại còn là mất, bởi vì nó không còn khó như lần trước nữa mà nó chỉ mất tiền thôi, mà nó chỉ gây tốn tiền, tốn tiền thật của người khác thôi, chỉ lấy được cái con xe cuối cùng. Nói chung là con này không còn vui như lần trước nữa. Thật chia rất chia buồn cho các nhà chơi Syndicate của ngày xưa. Nghĩa là 1 phần 2 đấy, chứ phần 3 nó bắt đầu ung thư rồi. Phần 5 thì không phải nói, nó cũng bình thường. Nó cũng ung thư bình thường. Còn phần 6 thì nếu mà mấy người đã lấy được hết, nếu mấy người mà đã có giống từ lần trước đấy thì chắc mấy người sẽ lên được, thì có thể mấy người sẽ nhận được xe thôi. Bởi vì mấy giống trước thì nó, bởi vì cái giống phần 6 thì nó sẽ, bởi vì người ta bán bằng gói nên là mình có khả năng ăn cao hơn này, đỡ bị là theo trật tự nào cả, đỡ phải theo một trật tự nào cả, mình chuyển theo may mắn thôi. Và thế được được xe luôn, được kỳ luôn, quá kinh khủng luôn. Còn SCV12 tôi cũng chưa biết nha, nhưng mà tôi chắc chắn là tôi sẽ không ăn được con đấy đâu. Và chúng ta đã đi được đỉnh đích rồi. Và bây giờ thì chúng ta đang dịch cốt truyện thôi. Bắt đầu này. Nên tôi sẽ thử thách bản thân nha. Yeah. 2500. Mở khóa được một trích xuất mới. Và start up thôi. Sau trang 2 là Cairo. Khi các elf đã gì, anh ấy sẽ có một rắc rối rất là điên loạn. Chúng ta sẽ đi vào thông tin của anh ấy. Nếu các bạn thấy và ra quay ly yên lặng, cứ bản thân trong top, đừng trách một chào mừng mát. Mát là cái gì vậy? Lizard, tôi cần intel từ bạn. Fork, chính xác của tôi ra. Cô sẽ là thủ lĩnh cho chúng tôi. Họ có thể ở bất kỳ đâu. Vậy đẩy cái bản thân cùng nhau đi. Và trả lời câu hỏi của tôi đi. Ai là người yêu của Elk? Cô ấy có đưa Elk đi không? Nếu cô ấy đang lấy đi cái syndicate chúng ta cần. Đầu của syndicate. Hà, cô ấy đã bắn Elk. Tâm của Elk rất ổn rồi. Nhưng sao cô lại nghĩ thế?
Em, người của em đã bỏ anh ấy và cưới ra một người khác lớn. Mà nó phủ nhận cô ở đời cô ấy. Ôi, có phải cái người đã của financier không? Nếu cô gửi cho tôi một cái bức ảnh, tôi tìm thấy, tôi nghĩ cô có nhiều điều thú vị. Tôi tìm những điều thú vị. Thật trùng hợp, thật bối rối. Hai son ở bên tôi đang nói chuyện và dưới hack kênh gì đấy không biết. Chết tiệt, Fox, anh ấy đang nhìn thấy chúng ta, nhìn chúng ta. Sao cô ở đây? Đừng nói và lái đi, Lizard, và gửi tôi bức ảnh đó. Cứ chạy đi. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có một cuộc chiến lay down và gửi cho một đấy. Ok. Và thế chúng ta đã có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nghĩa là ở điều đấy có nghĩa gì? Điều đấy có nghĩa chúng ta sẽ cần đến khoảng 29 thẻ nữa là chúng ta sẽ được đủ chúng ta sẽ đủ xe mà chúng ta sẽ mở kho đốc xe ngay. Nên tôi chúc các syndicate cày cẩn thận và đừng có dạy như tôi để mà mua cái này để lên sao. À nhầm, không phải cái xe này mà là xe này, Porsche Mission R đấy. Ừ, tôi đã mang nó lên 3 sao chỉ để lấy được cái token thôi. Và ok. Còn Relay thì tôi vẫn chưa biết nó ở đâu nha. Nhưng mà chúng ta cứ chờ đi. Dạ. Hẹn gặp lại mọi người vào video sau. Bye bye.